chào quý vị và các bạn. Thời tiết tại miền Bắc vẫn duy trì rét đậm rét hại diện rộng khi không khí lạnh liên tục được bổ sung xuống. Từ hôm qua, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ. Nhiệt độ cao nhất hôm nay cũng chỉ từ 12 cho tới 15 độ. Thấp nhất tại các tỉnh vùng núi là từ 4 cho đến 7 độ và có nơi dưới 4 độ. Còn với các khu vực khác, nhiệt độ là từ 8 đến 11 độ. Cũng do tác động của không khí lạnh và dòng xiết gió Tây trên cao, nên trong 2 ngày tới tại các tỉnh Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Cùng chung xu thế thời tiết đó nên thủ đô Hà Nội hôm nay tiếp tục rét buốt cộng với mưa rải rác nên sẽ làm gián đoạn đôi chút các hoạt động thường nhật của quý vị. Nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng từ 13 cho đến 14 độ. Di chuyển ngoài trời trong thời gian dài sẽ dễ khiến cơ thể nhiễm lạnh. Quý vị cần giữ ấm và bổ sung thêm các loại thực phẩm có tính ấm, nóng để bảo vệ sức khỏe. Tối và đêm thấp nhất hạ về còn khoảng từ 10 đến 11 độ. Với khu vực Trung Bộ cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực này cũng có mưa rải rác tại các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Còn về tình hình nhiệt độ, khu vực Bắc Trung Bộ duy trì rét đậm rét hại với biên độ nhiệt dao động trong ngày là chỉ từ 12 đến 16 độ. Còn với khu vực Trung Trung Bộ còn duy trì rét với biên độ nhiệt trong ngày là từ 15 đến 21 độ. Càng đi xa về phía Nam, thời tiết càng ấm áp hơn tại các tỉnh Nam Trung Bộ, nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng từ 26 đến 29 độ. Với thành phố biển Đà Nẵng, hôm nay là một ngày thời tiết chưa được thuận lợi cho người dân và du khách khi khả năng mưa lên tới 90%. Do vậy mà nếu có kế hoạch di chuyển ngoài trời, quý vị nên mang theo các vật dụng che mưa bên mình. Nhiệt độ vì thế cũng sẽ không cao, chỉ khoảng từ 20 cho tới 23 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục ít mưa, ngày nắng. Riêng các tỉnh Tây Nguyên do địa hình đồi núi cao, trời ở ngưỡng rét về đêm và sáng. Sau đó vào ban ngày, nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng từ 26 đến 29 độ. Với khu vực Nam Bộ, trời có nắng nhiều hơn vào ban ngày, nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng từ 30 đến 33 độ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết vào ban ngày tạnh ráo và có nắng, thích hợp cho các hoạt động vui chơi hay giao thương mua sắm của quý vị. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 33 đến 34 độ. Sau đó đến tối và đêm trời chuyển mát mẻ, nhiệt độ hạ về còn khoảng 24 độ. Thời tiết mát mẻ và vô cùng lý tưởng để đi chơi hoặc dạo phố. Bản tin thời tiết trưa ngày 28 tháng 1 xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.